Kính chào quý vị và các bạn. Giải hội tụ nhiệt đới vắt qua khu vực Trung Bộ, nối với vùng áp thấp trên Biển Đông đang gây mưa dông suốt dọc từ Trung Bộ trở vào Tây Nguyên và cả Nam Bộ. Dự báo mưa sẽ tiếp tục xảy ra ở các khu vực này trong đêm nay và ngày mai. Mưa to nhất là ở Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa dự báo là 30-60mm và có những nơi có thể trên 100mm trong vòng 24 giờ. Với khu vực Trung Bộ, phần từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì lượng mưa phổ biến là từ 30-50mm, có nơi trên 80mm trong 24 giờ. Còn lại các khu vực khác thì mưa tập trung chủ yếu trong đêm nay và chiều tối mai, cục bộ có điểm mưa to trên 70mm. Do mưa liên tục, vùng núi của Tây Nguyên và Trung Bộ cần đề phòng hiện tượng sạt lở đất đá. Người dân sinh sống ở những khu vực có nguy cơ cao cần chủ động quan sát các dấu hiệu nguy hiểm để di dời kịp thời. Đặc biệt là vết nứt trên tường nhà, mái dốc, sườn đồi, cây nghiêng, nước sông suối chuyển từ màu trong sang màu đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển và có những âm thanh lạ trong lòng đất. Còn về miền Bắc, dự báo nhiệt độ ngày mai tiếp tục có xu hướng tăng dần do là trời có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác phổ biến là từ 31 đến 34 độ. Thậm chí ở Lào Cai, Hà Giang chạm mức nắng nóng 35 độ. Trên biển, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi phía tây của huyện đảo Trường Sa, cảnh báo gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét gây biển động rất mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời ít mưa có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió ổn định khoảng cấp 5. Cuối bản tin là phần dự báo cho một số thành phố trên cả nước vào ngày mai.